Hôm nay mới được trở lại địa bàn này. Chiều qua, nói chung nhá. Dạ, 500 anh em. 500 anh em, 500 anh em, đây, 500 anh em đang hỏi cái này bao tiền này. Cái này bao tiền này? Xanh Lam Điền đấy. Vâng, à, bao tiền đây? Con này là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Nhìn rất là khắc khổ. 35 phân rồi. Rất khắc khổ nhá. Rất khắc khổ. Tranh thủ tí là này không trốn được. Càng ngày càng siết chặt. À, thôi không cần, tí nữa chạy sau. Có thể rét lâu thế nhỉ? 5 triệu rưỡi. Chơi luôn. Chỉ việc chơi. Chơi luôn. Đồ mini đồ chơi luôn. Người bên nhé. Thôi anh quay cho em phát đi. Quay phát nhé. Chứ không có chỗ mà rút vào. Đấy. Rồi. Chân vệ đẹp. Được đấy, hay được. Đây là tí nữa. Chung ổn. Xinh xắn yêu thương. Cái gì đó nhỉ? À đây, hôm nay thì đây cũng xanh Lam Điền. À đây. Ngồi trên đá. Khu khoảng lắm nhỉ. Mấy tiền anh? Cả đá cả cây. Tất cả này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi yêu thương. 3 triệu rưỡi cả cây cả đá. Đấy, chỉ việc chơi. Rất trinh bình nhỉ. Trên bên vách đá thay chậu nhấp sang chậu khác. Đấy. Đá thấm thủy rất mát. Cụ này là ưa mạo hiểm lắm, cứ ra đây ngồi chơi cờ đấy. Ưa mạo hiểm lắm. Hai vị tiên là ngồi là rất là tranh bênh. Mạo hiểm. Tùng cối nghệ thuật là bao nhiêu? Tùng xà. À tùng xà. Tùng tuyết. À. Bao nhiêu tiền đấy? Con này 3 triệu rưỡi. Chơi tùng này cũng rất hay đấy, nhưng mà quốc tế. Xanh tươi bốn mùa. Dòng lá kim này quốc tế nó công nhận. Dòng lá kim mà chơi. Tác phẩm tùng thạch. Ngọc thạch tương sinh à? Đá này có cái khe hay nhỉ? Núi đôi. Cây nghệ thuật. Chờ Lam bỏng ngô bỏng gạo đi. Dòng cây nghệ thuật. Đấy là du à? Hay đấy nhỉ? Du hay đấy. Chờ Lam bỏng ngô bỏng gạo đi. Ngồi trên này cũng lâu rồi đúng không anh? Cũng thời gian này đây luôn. Là 6 năm rồi. À rồi. 6 năm nhè đá. Thì mới cho lên cái chậu này thôi đúng không? Chứ còn mới, trên này lâu mới chuyển ra cái chậu này. Còn cây là dính vào đá là 6 năm rồi. Du này là bao nhiêu tiền đây? Này 7 triệu. 7 triệu. Du này chơi đẹp. Đẹp. Lá lộc lá đẹp. Tác phẩm nghệ thuật như cây nước ngoài. Như cái tàu. Đấy. Tàu nó chơi du. À, bên này có. Đây có. Đây có. Không biết có phải cùng một thân không. Đấy. Du là hay đấy. Dạ. Nghệ thuật. Có phải xoay không em? Được, anh cứ xoay phát cho vui. Chơi du này sướng nhất. Cắt lá đi phát là lá non ra đỏ đẹp. Lộc đỏ. Rồi. Ờ mặt này được, chính là mặt này chơi hay. Chính mặt này thuận. Từ phía dù anh ạ. Dù. Đấy mặt này là này chơi, chơi hay hơn. Mặt này chơi hơn. Thuận mặt, thuận hơn. Nhấp nhô. Đây, đấy cái chiều chiều cây sâu. Chiều cây nhưng mà không nhìn thấy bên phía sau.
tiền anh em. Đấy. Đây, quần quại lắm nhỉ. Đồn đực. Mấy tiền đây anh? Ba này hả nhỉ? Cái này ông anh ông bảo là chuẩn là 5 triệu. À, của ông anh à? Của ông Béo ấy. À, hôm nay mang có mỗi cây đi. Gì mà đã nhổ ra thế này? Ông ấy chở kiểu là mới chuyển sang cái chậu này. Đất mới đi nó sóc nó tung hết cả đất xung quanh. Chui được. Cây là nguyên ở bầu rổ ra okay. Ở chậu. Ổi này là ổi mới hay cũ? Đáng cầu kiều ạ. Cũng là của mình đấy đúng không? Của anh. Mấy tiền đây? Này 6 triệu rưỡi lên đường. 6 triệu rưỡi lên đường. Bên này thì bên kia đúng không? Trường qua đây toàn thấy hoa, hoa nhiều hoa. Hôm nay học chợ buổi chiều. Học buổi chiều à? Chiều hôm trước, hôm qua nhiều hoa lắm. Học sớm nhỉ? Chắc Tết rồi bán hoa nhiều. Đấy. Alo anh Trung là lên đường tác phẩm mini. Ở nhà còn nhiều lắm. Nha. Đây đây. Đây đây đây. Để đem sang bên này gái xem. Ừ. Mời anh chứ anh? Nhiều người chứ? Cái biển hiệu này. Biển hiệu. Biển năm hiệu. Chào bác chủ nhá. Đây hình như là lên lần đầu bác nhỉ? Hà Nam. Mới lên lần đầu đúng không? Đúng rồi. Cái biển này là tên mình à? Tên mình đấy. Không có số điện thoại nhỉ? Có số điện thoại ở đây cho đây có tao đây không có biển. không có cái này đi chơi ở đâu về sao mà đi chơi rồi cây này chơi rồi thế mình cây này là mình bao tiền như cây này thì bao nhiêu tiền? 5 triệu rưỡi xanh quê và dáng cổ này các cụ chơi thì hợp lý. Người đam mê dáng cổ. Đây à, nhà của mình tất từ đây ra bác. Xin giá sơ bộ vài cây này, cây đây là gì nhỉ? Si nhật. Si nhật hay si tàu cũng được. Kiểu như si đồng tiền nhỉ? Đấy. Si nhật. Si nhật mà sang mình sẽ rét có tí hồng hồng nhỉ. Ví dụ cây này thì bao tiền? 5 triệu. Nhật hay Đài Loan không rõ. Đài tóm lại là người gọi chi Nhật, người gọi chi tàu. Tóm lại là nước ngoài. Nước ngoài. Chi Đài Loan. Lá nó tròn tròn như đồng tiền. Chi đồng tiền. Mình không thạo lắm nhưng mà đại loại là dòng nước ngoài. Mình có giao dịch trên mạng hay là chỉ bán ở ấy thôi bác? Không biết giao dịch trên mạng. À, chỉ có buôn bán tại vườn thôi hoặc là ra đây thôi đúng không? Bác đi cho xin cái số sau rồi có cây nào thích em alo. Đó là 0988 988 207 376. 376. Giờ này có tin thoảng lên đây hay là hôm nay mới lên tiếp tiếp ở đây. Sau có tính này. Lên thường xuyên không? Có lên thường xuyên. À được thế tốt. Vườn nó nhiều rồi thì giải quyết nó nữa đi. Rồi. Phải giao lưu thương mại. Giao lưu đi, đỡ đi. Trăm bây giờ, không trăm được nữa. Cái sung này thì bao nhiêu tiền đấy bác? Cái sung này là 2 triệu. Rồi. Già lắm rồi đấy. À, chị có yêu cây nào chị lấy đây. Đấy, cây đấy không chết được thì còn chết cây nào. Đấy, lấy si nhật để bán được. Cái này cầm, nó ăn quá, ăn chậu quá, ăn khói rồi. Quá liền chậu rồi. Con chậu là già rổ. Đó. Thế giá nó bao nhiêu? Giá là bao nhiêu đấy? Cái cây này thì bao nhiêu? Cây này 5 triệu. 5 triệu. Xanh quê. Đầu gấu Hoàng Văn Thám. Ở đây còn có con hoành tráng này thì bao nhiêu? Hoành tráng này thì con này già lắm rồi. Con này thì bao nhiêu tiền đấy? Con
18 triệu. 18 triệu. Cũng là chất xanh quê đây. Hà Nam mà chơi cây là mạnh lắm ấy. À mình thấy có hai cây chanh nhỉ. Có cái cây chanh này thì bao nhiêu tiền đấy bác? Cây chanh 1,5 triệu. À con này hơi cũng hơi cổ đấy. Ra thân thân trắng này, cái này thì bao nhiêu? Đổ rất là kỳ dị. Cái này thì bao nhiêu tiền đấy bác? Con này đi. À. Con này là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đội trồng cái chậu hoa. Làm cái thống nha. Làm cái thống. Cái thân già trắng. Chất xanh quê. Đấy, buông ghê chưa? Khá là nhiều cây. Phù hợp với bác nào chơi được, bắt tầm được. Anh em mà chơi sâu thì lại hơi khó. Đấy, hơi khó ở chỗ là không đúng gu lắm. Còn anh em đa số là phù hợp với nhiều người, đối tượng khách hàng, quan trọng là giá thôi. Muốn nó lòng mề nhưng mà nó lâu năm rồi, nhìn nó lâu được. Lâu năm rồi, nó già lâu năm rồi, nhất thang, nhất làm thác đổ lâu rồi. Cho sang cái thống thì nó nổi hơn. Ở đây nó đang là cái trồng hoa. Cái này vào mười mấy năm. Đang là cái trồng hoa. Quên bác tên gì nhỉ? Quên mất. Tên Hiệu đó đúng không? Hiệu. À, biển Hiệu kia rồi. Cái này thì già rồi. Đấy. Cũng là một cây cho bác nào mê dáng cổ. Xu hướng hơi cổ một chút. Nhiều cây. Con La Hán thì bao nhiêu? Con La Hán thì bao nhiêu? Con La Hán này 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Được. Cũng già nua đấy. Già lắm rồi. Cũng già nua đấy. Ở nhà có nhiều những cái tác phẩm nó đặc sắc không ạ? Nhiều, ở nhà này nói chung là đặc sắc hơn nhà nhiều. Đấy. Không, thi thoảng mang 1-2 con đi. Sợ nó mang đi không bán được. À không, không cần bán, mang 1-2 con thôi. À, mang thêm được. Đấy, con này được cái thân, được cái đoạn thân rất là hay. Đoạn thân 18, vừa nãy bảo 18 nhỉ. Con này được cái già lắm rồi. Được cái phần thân rất hay. Nó u biếu. U sần. Phần đây, này thì cốt này làm xong cái ngọn là xong thôi. Cái ngọn của nó đây rồi, liền rồi. Vâng. Nốt cái ngọn. Trước nó có rồi nhưng ngọn nó cao quá thì cắt đi lại, cắt đi làm lại. Đúng rồi. Đây, được cái phần thân nó ổn. Nhưng mà chân nó lại thôi thì tùy các bác. Phán xét. Đấy. Nhiều cây đấy. Nhiều cây. Anh em thì thích thì alo thôi. Đây này, có cây này xinh xinh thì chơi được, quan trọng giá. Rồi, xin được cảm ơn bác nhé. Để sang khu vực đấy.